Trong những ngày gần đây, Vi Oanh liên tục bị gọi tên vào màn khẩu chiến với đại gia Phương Hằng. Cô thẳng thắn lên tiếng thắc mắc số tiền đóng góp của vợ ông Dũng lò vôi và bị bà Phương Hằng đáp trả rằng không có nổi một nghìn tỷ. Sau phát ngôn của bà chủ Đại Nam, dân tình cũng tò mò về khối tài sản của giọng ca đồng xanh. Trước khi lui về chăm lo cho tổ ấm nhỏ, Vi Oanh là ca sĩ, diễn viên trong showbiz. Cô sở hữu một số bản hit như Phờ Ly, Đồng Xanh, để cho em khóc, và nhiều vai diễn phim truyền hình. Tuy không chia sẻ nhiều về đời tư song cô vẫn khiến mọi người ngưỡng mộ bởi cuộc sống viên mãn bên ông xã Doanh Nhân và hai con. Vi Oanh là con út trong gia đình có năm anh chị em. Cô có một tuổi thơ không mấy êm đềm, vì vậy nữ ca sĩ luôn tâm niệm phải cố gắng phấn đấu để thay đổi cuộc sống. Năm 2013, Vi Oanh bắt đầu nổi lên nhờ việc cho ra đời loạt sản phẩm gắn mát, tiền tỷ, là MV Phờ Ly và Đồng Xanh. Đặc biệt trong MV Furly, nữ ca sĩ thể hiện độ chịu chơi khi quay cảnh chiếc xe treo 2.000 bóng bay lên không trung. Ngoài ra, người đẹp cũng mạnh tay thuê xe container và dàn xe trở gần 200 người từ thành phố Hồ Chí Minh và Khánh Hòa, Phú Yên để có những thước phim hoành tráng nhất. Phân cảnh hoành tráng trong MV Furly của Vi Văn một thời khiến dân mạng trầm trồ. Tổng chi phí cho hai MV Furly và Đồng Xanh là hơn 2 tỷ đồng, cho thấy mức độ đầu tư khủng của nữ ca sĩ cho sự nghiệp. Sau khi được nhiều người biết đến, trên mạng xã hội xuất hiện tin đồn rằng nữ ca sĩ sẽ không đi hát nếu giá các xe dưới 1.000 đô la Mỹ, khoảng 20 triệu đồng ở thời điểm đó. Tuy nhiên, cô không hề phủ nhận chuyện này mà tiếp tục âm thầm vừa hát vừa kinh doanh để tăng thu nhập. Căn biệt thự rộng hơn 1.400 mét vuông tọa lạc tại quận 2, thành phố Hồ Chí Minh là minh chứng cho khối tài sản kết sụ của Vi Oanh. Cơ ngơi của gia đình cô có không gian rộng rãi gồm 3 phòng ngủ, một căn bếp, bể bơi thiết kế sân vườn cực rộng rãi. Vợ chồng Vi Oanh là chủ nhân của căn biệt thự 1.400m2, có sân vườn, bể bơi và khu vui chơi rộng rãi cho con cái. Vào tháng 9 năm 2018, Vi Oanh từng chia sẻ thông tin về việc bán căn nhà lên đến 40 tỷ đồng ở quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài căn biệt thự này, vợ chồng nữ ca sĩ còn sở hữu vài căn hộ khác trong và ngoài nước sân vườn rộng rãi nhà vi oanh trồng nhiều loại cây cảnh. Cận cảnh bên trong căn biệt thự triệu đô của nữ ca sĩ. Tất cả đều được trang trí theo tông màu trắng chủ đạo. Bên cạnh biệt thự triệu đô, Vi Oanh từng gây chú ý khi chi hơn 7 tỷ đồng để sở hữu chiếc Mercedes S500 Blue Efficiency. Chiếc xế hộp hạng sang này là một trong những dòng đắt giá nhất của Mercedes ở Việt Nam thời điểm năm 2012. Giữa năm 2016, cô tiếp tục đầu tư chiếc xe mui trần trắng mút cực sang trọng. Chiếc xe mệt trị giá 7 tỷ của Vi Vanh theo cô đến nhiều sự kiện. Nữ ca sĩ sở hữu xe sang mà nhiều người ao ước. Mỗi lần xuất hiện trước công chúng, giọng ca đồng xanh thường khoe những món phụ kiện tiền tỷ. Nesty Ren đoán chiếc nhẫn kim cương mà cô đeo có giá trị lên đến 22 tỷ đồng. Ngoài ra người đẹp còn có bô sưu tập nhiều túi hiệu có giá đắt đỏ đến từ những thương hiệu hàng đầu thế giới chẳng biết người đẹp có một nghìn tỷ đồng hay không, nhưng khối tài sản của cô cũng đủ sức làm choáng nhiều người. Hiện tại, Vi Oanh đang mang thai con thứ ba và được ông xã hết sức chăm sóc, cưng chiều. Giọng ca đồng xanh thường khoe nhẫn kim cương, đồng hồ vàng và túi sách hiệu đến cả tỷ đồng. Nữ ca sĩ sở hữu mẫu túi đắt đỏ của thương hiệu nổi tiếng thế giới. Vi Oanh hiện đang có tổ ấm hạnh phúc, viên mãn bên ông xã và hai con nữ ca sĩ và ông xã thường có những chuyến đi du lịch tận hưởng cuộc sống sang cảnh nhiều người ao ước ảnh sưu tầm